Rất vui được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng bản tin FPC 24/7. Thưa quý vị, xin mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên. Sau sự cố các công nhân bị lợi dụng biểu tình gây thiệt hại cho một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong tuần qua lãnh đạo các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đã có nhiều động thái tích cực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và khẳng định sẽ đảm bảo sự an toàn cho các doanh nghiệp. Động thái này đã được các doanh nghiệp FDI đánh giá cao và khẳng định vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Diễn ra chỉ 2 tuần sau sự cố ngày 13 tháng 5, nhưng hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn thu hút được đông đảo các doanh nghiệp và đại diện Hiệp hội Thương mại các nước, trong đó đa phần là các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản JETRO, trong năm 2013, Nhật Bản có 500 dự án đầu tư vào Việt Nam, chiếm 26% tổng vốn FDI được cấp phép. Đến nay, Nhật Bản vẫn là quốc gia có vốn FDI lớn nhất tại Việt Nam. Ghi nhận của JETRO, sự cố ngày 13 tháng 5 không gây ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp Nhật Bản, và cơ quan chức năng cũng đã có nhiều động thái tích cực để cải thiện tình hình. Ông Yasujimi Hirotaka, giám đốc điều hành JETRO Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Việt Nam vẫn là môi trường đầu tư có tính ổn định cao. Sự việc tất nhiên làm giảm ấn tượng của doanh nghiệp Nhật Bản về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ là nhà đầu tư, họ sẽ so sánh Việt Nam với các thị trường khác. Việt Nam vẫn là môi trường đầu tư hấp dẫn và có tính ổn định. Nếu mà việc dừng lại ở đây thì vẫn không ảnh hưởng gì lớn. Về phía Việt Nam, gần như ngay sau khi sự việc diễn ra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc thăm hỏi động viên các nhà đầu tư của khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Bình Dương, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Đến ngày 19 tháng 5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức một cuộc họp giữa đại diện các cơ quan nhà nước và gần 20 hiệp hội các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam nhằm ghi nhận khó khăn của các doanh nghiệp để có những hỗ trợ kịp thời. Đến cuối tuần này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai. Đó là chưa tính đến những buổi làm việc gần như liên tục diễn ra tại các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đại diện chính phủ, nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ bảo vệ sự an toàn và tài sản, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất. Với tinh thần là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, cái đầu tiên của các cái nhà đầu tư doanh nghiệp tiếp tục quay trở lại, khôi phục, phục hồi sản xuất một cách nhanh, nhanh chóng. Song song đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại về hồ sơ giấy tờ liên quan đến hải quan, thuế và có giải pháp hỗ trợ lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động trong những ngày nghỉ việc. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng cam kết sẽ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vốn để tái đầu tư sản xuất. Những doanh nghiệp mà bị khó khăn do đình trệ sản xuất thì chúng tôi sẽ cơ cấu lại nợ, kéo dài thời hạn nợ để từ đó tạo điều kiện cho họ trả. Giải pháp là khoanh nợ, giãn nợ ra để từ đó mà có một cái cho doanh nghiệp có điều kiện để thực hiện được nợ vấn đề đó. Đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ thực hiện giảm lãi suất, cho ra lãi suất ưu đãi hơn để từ đó tạo cho doanh nghiệp thực hiện được cái tốt hơn. Trước nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự việc đã nhanh chóng được kiểm soát. Tính đến ngày 19 tháng 5, gần như tất cả các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch một số Ủy ban Nhân dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam liên quan đến hành động kiên quyết để thiết lập lại trật tự xã hội, trừng phạt những người chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Để thực hiện những dự án, tất nhiên chúng tôi quan tâm đến an toàn cho công nhân, kỹ sư. Cho nên, những dân tôi biết, Chính phủ Việt Nam làm tất cả những gì có thể làm được để xử lý vấn đề này. Ông Nikolai Kabushkin, phó đại diện thương mại Liên bang Nga, cam kết sẽ tiếp tục là đầu mối để giới thiệu các doanh nghiệp Nga đến đầu tư tại Việt Nam. Điều này lý giải tại sao các doanh nghiệp vẫn quan tâm đến những hội nghị quảng bá kêu gọi đầu tư như thế này. Minh Vy xin được chuyển sang câu chuyện thứ hai. Hai ngày sau cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan, mọi chuyện tại quốc gia này vẫn diễn ra bình thường. Hiện đang có hai luồng ý kiến. Về phía người dân, khách du lịch và các nhà đầu tư, họ cho rằng Thái Lan sẽ nhanh chóng ổn định lại cũng như những lần đảo chính trong quá khứ. Lần này sẽ không tác động gì nhiều đến kinh tế. Tuy nhiên, phía chuyên gia lại nhận định cuộc đảo chính này rất có thể sẽ là một ngoại lệ đáng tiếc với Thái Lan, đất nước vốn miễn nhiễm với căng thẳng chính trị. Từ chiều ngày 22 tháng 5, quân đội Thái Lan tuyên bố nắm quyền kiểm soát chính phủ, tự thiết lập trật tự và cải cách quốc gia sau gần nửa năm bất ổn chính trị. Sau sự kiện quân đội đảo chính, thủ đô Bangkok hết sức yên bình, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường. Các phương tiện giao thông công cộng vẫn chạy theo lịch trình, dĩ nhiên trừ giờ giới nghiêm. Xe cộ vẫn lưu thông tốt, không gặp cản trở gì, tuy có chạy chậm hơn khi vào trung tâm, nơi tập trung nhiều trạm kiểm soát của quân đội. Quân đội đã ra tay và giúp mọi thứ ổn định trật tự trở lại, bây giờ thì chúng tôi không còn lo ngại chuyện xung đột đổ máu nữa. Mặc dù vậy, một số người dân lại lo lắng, đặc biệt khi họ nhớ lại viễn cảnh người biểu tình ủng hộ ông Thaksin bị quân đội đàn áp vào năm 2010.
Tôi lo lắng khi nghĩ đến chuyện xung đột bạo lực. Mọi chuyện đã từng xảy ra vào năm 2010. Tôi vẫn còn nhớ vì nó xảy ra ngay gần văn phòng của tôi. Cũng cùng tâm trạng nửa bình tĩnh nửa lo lắng như người dân Thái Lan, khách du lịch ở nước này một số đã bỏ về nước, một số tỏ ra không mấy bận tâm đến tình hình. Chúng tôi sẽ rời Bangkok vào ngày hôm nay, theo mọi người bảo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tôi thì vẫn có chút lo sợ. Thật sự là tôi hơi e ngại vì chẳng nắm rõ tình hình. Mọi người ai cũng vậy, không biết gì nhiều về những chuyện này nên thấy lo lắng. Chúng tôi thì thấy không sao cả, chúng tôi từ Israel tới, thành ra chúng tôi quen với mấy chuyện đó rồi. Mặc dù du khách tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đảo chính tại Thái Lan. Đức, Pháp và Anh đã phát biểu lên án hành động này. Nhật Bản thì kỳ vọng Thái Lan sẽ sớm thiết lập lại chế độ dân chủ. Tôi nghĩ chúng ta phải theo sát tình hình trong thời gian này sau khi cuộc đảo chính mới diễn ra. Rõ ràng đảo chính khiến Thái Lan rơi vào một bối cảnh rất đáng quan ngại. Và chúng tôi hy vọng nền dân chủ sẽ sớm được thiết lập càng nhanh càng tốt. Nói riêng về kinh tế, tạm thời cuộc đảo chính vẫn chưa gây ra tổn thất nào to lớn cho kinh tế Thái Lan. Doanh nghiệp và nhà đầu tư dù có hơi mất kiên nhẫn, nhưng nhìn chung vẫn đặt niềm tin vào quốc gia Đông Nam Á này. Một phần vì đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan đảo chính. Năm 2006 đã xảy ra chuyện tương tự với chính phủ của ông Thaksin Shinawat. Song mọi chuyện nhanh chóng đi vào guồng. Doanh nghiệp và giới đầu tư chẳng xa lạ gì với tình hình căng thẳng tại Thái Lan. Nước này vốn gần như miễn nhiễm với bất ổn chính trị. Chính trị có biến cố, người dân có biểu tình, kinh tế Thái Lan vẫn phát triển, vốn đầu tư vẫn rót vào, du khách vẫn đến. Chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm về tình trạng này. Quân đội cứ đi đường của quân đội, chúng tôi buôn bán là chuyện của chúng tôi, không ai cản trở ai. Chúng tôi cũng đã liên lạc với khách hàng của mình để thu xếp giao dịch sao cho ổn thỏa. Chúng tôi vẫn giao dịch với các đại lý ở địa phương bình thường, không có trở ngại gì. Tuy nhiên, dù có miễn nhiễm với căng thẳng chính trị, kinh tế Thái Lan vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng. Trong quý 1, Thái Lan suy thoái 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,2% so với quý trước đó. Rõ ràng, dữ liệu kinh tế Thái Lan đang rất tệ, nhất là khi không có định hướng từ chính phủ, không có các chính sách kinh tế vĩ mô. Trong 6 tháng tới, nước này hoạt động dưới sự lãnh đạo của chính phủ lâm thời, vốn chỉ có một vài quyền hạn nhất định. Như vậy, kinh tế Thái Lan tiếp tục duy trì chế độ lái tự động. Tất cả đều tác động tiêu cực đến Thái Lan và chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đang rất nỗ lực cải thiện tình hình. Khi bạo động chính trị nổ ra, cơ quan này đã giảm lãi suất 2 lần. Động thái này có thể giúp kích điện cho nền kinh tế và phá giá đồng bạc để hỗ trợ xuất khẩu. Những nỗ lực này có thể nâng đỡ phần nào kinh tế Thái Lan trong giai đoạn căng thẳng. Nhưng khi tình hình xoay chuyển thành một vụ đảo chính, chắc chắn diễn biến sẽ phức tạp hơn nhiều. Liệu Thái Lan có đứng vững như các cuộc đảo chính trước trong quá khứ, hay lần này sẽ là một ngoại lệ đáng tiếc như nhiều ý kiến quan ngại? Thưa quý vị, hai câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBC 24/7 kỳ này. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ thật là thư giãn và thoải mái cùng với người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin vào đầu tuần sau.